Thưa quý khán giả và các đồng chí, trong chuỗi các hoạt động của chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7 sắp diễn ra tại Cao Bằng, hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí trên biên giới đang được Đoàn Quân y, Tổng cục Hậu cần phối hợp với lực lượng quân y, biên phòng và y tế địa phương đã và đang tích cực triển khai thực hiện từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 4. Trong 3 ngày, đoàn đã khám sức khỏe cho hơn 3.200 lượt bà con từ các xã miền núi của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Mới 7 giờ sáng, tại trụ sở cũ của Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh, hàng trăm bà con từ xã Quang Hán, Xuân Nội, Thi Phương, Hùng Quốc đã có mặt đông đủ chờ được các bác sĩ khám bệnh. Ai ai cũng phấn khởi, nhất là với người cao tuổi. Chưa bao giờ đi khám tai. Hôm nay được bác sĩ khám sức khỏe và lấy ra nhiều dây tai khô cứng cho già. Nghe được rõ hơn rồi, mừng lắm. Cảm ơn các bác sĩ bộ đội. Ở huyện biên giới này, hiện có tới hơn 35% hộ gia đình thuộc diện cận nghèo, điều kiện chăm sóc y tế cho người dân còn nhiều hạn chế. Được bác sĩ quân y thăm khám các bệnh về tim mạch, xương khớp, nha khoa, nhi khoa, tai mũi họng và được cấp, phát thuốc miễn phí là điều ý nghĩa với đồng bào huyện Trùng Khánh trong thời điểm này. Thường xuyên tham gia các cái chương trình khám chữa bệnh, hỗ trợ cho bà con vùng sâu vùng xa thì tôi rất thấu hiểu cái tâm tư nguyện vọng của bà con và cũng cố gắng dành hết những cái sự nhiệt tình cũng như là cái kinh nghiệm trong quá trình khám chữa bệnh để hỗ trợ và giúp tư vấn cũng như là kê đơn phù hợp cho bà con. Bà con được tiếp cận, được gặp được các y bác sĩ có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, đấy là một cái dịp mà hết sức có ý nghĩa, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi, những người có hoàn cảnh neo đơn. Qua cái hoạt động này thì cũng sẽ thắt chặt thêm cái tình quân dân ở nơi biên giới. Hoạt động này không chỉ hướng người dân biên giới của Cao Bằng quan tâm, hiểu sâu sắc ý nghĩa hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7 sắp tới, mà còn là dịp để cán bộ chiến sĩ tri ân đồng bào khu vực biên giới đã có nhiều đóng góp cho cách mạng.